Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Display. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách làm thế nào có thể đọc được các cái thông số ở trên một cái máy inverter, cái máy biến tần hòa lưới. Đây là cái video này được thực hiện năm 2021. Giai đoạn này thì điện lực họ không còn mua cái điện năng lượng mặt trời nữa. Tuy nhiên, các cái hộ gia đình mà muốn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, tức là điện mặt trời hòa lưới là điện mặt trời không có lưu trữ anh chị em nhé. Cái giải pháp này chỉ sử dụng được vào ban ngày, và khi mất điện lưới thì hệ thống điện mặt trời hòa lưới này sẽ không sử dụng được, và gia đình của chúng ta cũng sẽ mất điện. Do đó hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới này chỉ có tác dụng trong cái việc đó là giảm cái chi phí tiền điện hàng tháng vào ban ngày mà thôi. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cách đọc những cái thông số trên biến tần hòa lưới. Cái việc chúng ta đọc được cái thông số trên biến tần hòa lưới này sẽ có rất là nhiều ý nghĩa, đặc biệt là đối với anh em thợ thi công hoặc là các cái hộ gia đình mà chúng ta muốn mua vật tư về tự lắp đặt. Thì thông qua cái thông số này chúng ta biết cách lựa chọn tấm pin năng lượng mặt trời cho nó phù hợp, đồng thời chúng ta biết cách lựa chọn cái tủ điện, các cái loại tủ điện CB chống sét lan truyền cho nó phù hợp đối với dòng điện và điện áp của inverter. Nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhá. Ấn vào cái nút đăng ký và sau đó ấn vào cái hình quả chuông để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức, hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nè. Về cơ bản trên thị trường hiện nay thì có một số loại inverter, nó là inverter độc lập, inverter hòa lưới là cái inverter tôi sắp chia sẻ cho anh chị em cách đọc các cái thông số trên inverter này. Và inverter còn lại đó chính là cái loại cao cấp nhất hiện nay, đó chính là inverter hòa lưới có chức năng lưu trữ. Thì cái inverter hòa lưới thì cũng khá là đơn giản để đọc các cái thông số. Trong video hôm nay tôi đã chia sẻ cho anh chị em cách đọc các thông số. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ, đó chính là inverter hòa lưới thương hiệu Goodwill. Goodwill là một trong những thương hiệu inverter top 10 các thương hiệu dẫn đầu về chất lượng cũng như là doanh số bán hàng trên thế giới. Năm 2020 thì đa số các công trình của chúng tôi lắp đặt là đều sử dụng inverter Goodwill này. Đấy, việc đọc thông số các cái loại inverter hòa lưới hiện nay không chỉ là ở đây, tôi lấy một cái ví dụ đó chính là inverter 5kW đối với hộ gia đình. Còn anh chị em từ đây chúng ta có thể suy ra được các cái loại inverter 10kW này, rồi thậm chí là đến 120kW. Hiện tại Goodwill đã có những cái loại inverter công suất lớn đến 120kW hòa lưới anh chị em nhé. Ở đây inverter Goodwill này là có V. Tôi sẽ chia ra cho anh chị em là hai cái phần để anh chị em dễ hiểu đúng không? Một hồi nữa trong đó tôi sẽ chèn cái hình ảnh vào bên trái cái màn hình, cái bảng này để anh chị em dễ hình dung nhá. VP, Vmax, PV bằng 600V. Thì cái Vmax PV này có nghĩa là điện áp tối đa của dàn pin năng lượng mặt trời là 600V DC. Thì cái việc chúng ta biết được cái 600V DC này thì chúng ta sẽ lựa chọn được, tính toán được tối đa lắp được bao nhiêu tấm pin năng lượng mặt trời. Ở đây là một tấm pin năng lượng mặt trời, ví dụ như là tôi thường lắp đặt là tấm 450W thì nó có điện áp là khoảng là 45V, chưa đến đâu anh chị em ạ, điện áp hở mạch. Cho nên là chúng ta có thể lắp được tối đa là khoảng bao nhiêu tấm đó thì chúng ta chia, lấy cái này chia cho cái này là bằng bao nhiêu đó, anh chị em tự tính nha. Thường thì hệ thống này là 5kW này, con này là 5kW anh chị em này. 5kW thì chúng ta sẽ lắp, chúng tôi sẽ lắp là 12 tấm 450W, là tổng là bằng 5,4kW. Thì như vậy ở đây chúng tôi sẽ chia thành là 6 tấm. Ở đây không phải bằng 6 đâu nhá, không phải bằng 6 tấm mà chúng tôi sẽ lắp 6 tấm pin. 6 nhân cho 2 là 12 tấm, mỗi chuỗi là 12 tấm. À, mỗi chuỗi là 6 tấm. Đó. Thì chúng ta có thể lắp tối đa là bao nhiêu? 600 mà chia cho 45.
Bằng 13. Gần bằng 13 cơ à? 13,3. Nhưng mà thường thì không có ai lắp những cái thông số nó nhiều tấm như thế này hết á. Đấy là tôi chỉ minh họa thôi. Đấy, một tấm là 445V. Cho là 50V luôn đi thì là được khoảng 12 tấm. Cho là 50V luôn nhá, nếu mà 50V đi. Thì có những cái tấm mà công suất lớn nó có thể sau này nó có thể lên đến 50V. Đấy, thì ta sẽ lắp là 12 tấm nhưng mà không có ai lắp 12 tấm cả. Đa số là 5kW này thì người ta chỉ lắp khoảng 6 tấm thôi, 6 đến 8 tấm. Đó. Là tối đa. Bởi vì nếu mà lắp quá nhiều như vậy thì rất là dễ gây ra cái hiện tượng là bị cháy nổ, điện nó mạnh quá. Tiếp theo một cái thông số nữa. Đó chính là max PV current là bằng 11/11 ampere DC. Thì cái thông số này có nghĩa là gì? Cái thông số này có nghĩa là dòng điện định mức của cái tấm pin năng lượng mặt trời. PV này là photovoltaic là tấm pin. Đọc viết tắt của nó là tấm pin năng lượng mặt trời. Đó. Max PV là PV là tấm pin năng lượng mặt trời, là dòng tối đa của tấm pin năng lượng mặt trời là 11 ampere DC. Rồi, đơn giản thôi. ESC. ESC. PV là 13,8 trên 13,8 ampere DC. Cái dấu gạch này ấy, cái dấu gạch này ở giữa này có nghĩa là hai string anh chị em nhé. String 1 và string 2. Đó, có nghĩa là nó có hai cặp string. Thì mỗi string là như vậy là tôi dùng 6 tấm pin thì tổng cộng là có 12 tấm. Thì tổng công suất hệ thống của nó là 5,4 kW, dùng cho biến tần là 5 kW. Thì cái con này á, ESC này là gì? Từ viết tắt của nó là ESC, có nghĩa là dòng điện ngắn mạch. Ngắn mạch. SC là source current. SC là source current. Toàn là từ tiếng Anh cả anh chị em ạ. Nó có ký hiệu là short current, dòng điện ngắn mạch. Short là ngắn, current là dòng điện. Thì cái dòng điện ngắn mạch này thì ở trên mỗi tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thì đều có cái thông số này. Đều có hai cái thông số là điện áp hở mạch. Hở mạch tức là ngắn mạch luôn ấy. Có nghĩa là cái tấm pin năng lượng mặt trời nếu mà không có, khi mà ở cái giải điện áp này, điện áp tối đa 13,8 ampere này là nó lên tối đa thì cái dây nó sẽ không chịu được. Đó. Là điện áp tối đa của tấm pin năng lượng mặt trời. Còn cái thằng này là điện áp khi mà có tải này là cao nhất là 11 ampere. Đó. Còn lên đến 13,8 là sẽ bị đứt dây, short mà. Tức là ví dụ anh chị em hiểu là một cái sợi dây như thế này này. Đúng không? Nó đang liền này đúng không? Cái sợi dây nó đang liền này, đây là cái điểm đầu, đây là điểm cuối, điểm A, đây là điểm B đúng không? Short tức là ngắn, ngắn mạch tức là nó bị hở mạch cũng được hoặc ngắn mạch cũng được. Thì nó bị đứt mẻ đây, đứt ngay chỗ này luôn. Thì như vậy nó bị hở ra. Đó. Thì như vậy đến cái điện áp cái dòng điện này thì cái dây dẫn nó sẽ bị đứt. Thông thường ấy, khi mà nếu mà công suất đỉnh của, thì tôi sẽ nói những cái video tiếp theo. Thông thường này mà cái điện áp của nó là ví dụ như là 11 ampere thì ít khi mà nó điện lên đỉnh là 11 ampere lắm. 11 ampere mà nhân cho anh chị em cứ tính là 45V đúng không? 11 × 45 là 5 kW rồi đó. Nhưng mà ít khi nó lên 11 ampere lắm, rất là ít. Tiếp theo nữa là MPPT
Voltage range. Cái này là từ 80 đến 550V DC. Thì cái thông số này có ý nghĩa gì? Cái này là giải điện áp MPPT của cái inverter. Thì trên mỗi cái tấm pin năng lượng mặt trời ấy, ví dụ như tấm pin 450W này này, nó sẽ có cái giải điện nó sẽ có cái điện áp là 45V này. Thì như vậy chúng ta có thể đấu là tối thiểu là 3 tấm, 2 tấm là nó cũng có chạy được rồi, nhưng mà thường thì là chúng ta sẽ đấu 3 tấm. 3 tấm chứ 2 tấm thì nó cũng điện nó cũng yếu. 3 tấm 80V. Đó, là 3 tấm. Phòng hờ những cái trường hợp mà nắng nó yếu quá thì nó điện áp nó giảm xuống, thì chúng ta sẽ đấu tối thiểu là 3 tấm, 3 x 4 là 120. Còn tối đa, đúng không? Là 10 tấm. 10 tấm. Là cái giải này là tối đa bao nhiêu tấm nhỉ? Tối đa là 12 tấm. Còn đây là cái giải này là giải điện áp nó hoạt động ổn định. Anh chị em hiểu không? 80 đến 550V là hoạt động ổn định. Thì như vậy ở đây chúng ta có thể là đấu 6 tấm đúng không? 6 tấm nhân cho 45V đi. Đây là tôi đang ước lượng khoảng chừng này nhé, nó không chính xác đâu nhé. 45V là khoảng thôi. Thì như vậy 6424530 280V. Đó, thì nó nằm trong khoảng này này. 280V. Thì nó sẽ hoạt động ổn định nhất anh chị em nhé. Đấy. Nhà sản xuất đưa ra những cái thông số này để chúng ta lựa chọn và tính toán tấm pin năng lượng mặt trời cho nó phù hợp, để không nó không bị quá tải và đồng thời nó không bị hỏng cái inverter. Rồi, ở đây có một cái gọi là rated grid voltage. Thì cái này là 220 230V AC. Thì thằng này tôi không nói anh chị em cũng hiểu, chắc là anh chị em cũng hiểu grid nhá anh em. Cái này là điện áp của điện lưới 220V, 230V là tối đa. Đấy. AC grid frequency. Tôi mong muốn chia sẻ đến anh chị em những cái kiến thức này để anh chị em mà anh chị em sau này chúng ta có thi công hoặc là trở thành đối tác của công ty chúng tôi thì có thể biết và tự mua về lắp đặt hoặc là trở thành một cái đối tác của công ty chúng tôi. 50 60 HZ. Thì cái thằng này ấy, là điện tần số điện lưới frequency, này là tần số điện lưới của chúng ta trong điện sinh hoạt, mạng điện dân dụng và điện công nghiệp đó là 50 Hz. Đó anh chị em nhé. Đấy. Cái này thì không phải nói này, vật lý anh chị em cũng biết rồi, cấp 2 chúng ta học rồi. Max current hai 2,8 ampere. Ở dưới chân người ta có ghi là AC. Thì cái này á là cái điện, dòng điện tối đa của cái điện lưới điện xoay chiều có thể tạo ra được khi mà cái tấm pin năng lượng mặt trời á, nó đi qua một cái thiết bị đó là inverter này, PWM này, thì nó sẽ tạo ra cái điện xoay chiều và nó sẽ đẩy ra điện lưới, nó hòa thẳng vào điện lưới. Thì cái dòng điện tối đa này có ý nghĩa là cái dòng điện có thể cung cấp được tối đa khi mà nó hoạt động đến cái công suất đỉnh. Ví dụ như cái thằng này là 5 kW đúng không? 22,8 ampere đi, anh chị em nhân cho 220V đi, thử đi là bằng bao nhiêu? Tôi thử nhân xem nhé. Đó là 5016W. Chúng ta nhân với cái hệ số cốt phi nữa thì nó sẽ ra khoảng 5 kW. Đó. 5000W. Thì như vậy là nó đúng với cái inverter này, công suất định mức tối đa nó có thể tạo ra được là 5 kW anh chị em nhé. Đấy. Tiếp theo nữa có một cái thông số là rated active power và max apparent power. Thì hai cái thông số này á, nó là cái công suất hoạt động tối đa của inverter và cái công suất là
biểu kiến. Khi mà anh chị em thấy này, cái 5000W và 5000 V ampere, có nhiều người ấy không được học về điện, không được học về điện tức là bài bản, nhưng tôi thì được học về bài bản về điện, thế nên tôi hiểu được cái này tại sao lại là watt và tại sao là volt ampere. Watt có nghĩa là công suất biểu, watt là công suất thực, công suất tác dụng. Còn volt ampere này là công suất biểu kiến. Thì công suất biểu kiến này là gì? Có nghĩa là cái công suất nó có thể tạo ra được. Đấy. Còn công suất tác dụng là công suất tối đa khi mà máy có thể hoạt động lên đỉnh cao của cái dàn pin năng lượng mặt trời của chúng ta, thì nó có thể cung cấp tối đa là 5000W. Còn thằng khi mà thấy volt ampere này, công suất biểu kiến là nằm trong khoảng nó có thể cung cấp được. Anh chị em hiểu ý không? Còn ngoài cái khoảng mà 5000 V ampere này ra thì nó sẽ phải lấy điện lưới nó bù vào. Volt ở đây là 220V. Ampere là dòng điện, ở đây là 22,8 ampere. Ngoài cái công suất này ra thì nó sẽ phải lấy cái điện lưới nó bù vào. Nó lấy cái dòng của điện lực ấy, nó bù vào. Thì như vậy thì nó sẽ điện lực họ sẽ tính tiền điện thêm cái khoảng mà điện năng lượng mặt trời thiếu. Đấy. Thì cơ bản là nó là như vậy thôi, cũng rất là đơn giản, bởi vì cái hệ thống hòa lưới này của chúng ta ấy là không có hệ thống lưu trữ, cho nên là chúng ta không cần quan tâm về cái phần các cái hệ thông số về phần lưu trữ. Ở đây chỉ là những một vài cái thông số cơ bản thôi. Thì thông qua cái bảng này, thông qua cái thông số của máy inverter này, thì chúng ta có thể tính toán được là cái tấm pin năng lượng mặt trời nào là phù hợp. Ví dụ hiện tại thì có những cái loại tấm pin năng lượng mặt trời là 535W của hãng GA Solar mà chúng tôi đã lắp đặt một vài công trình, thì nó cũng có thể hoàn toàn lắp đặt được cho inverter này. Và chúng ta khi mà lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời thì chúng ta chú ý cái việc là lựa chọn cái tấm pin năng lượng mặt trời cho nó phù hợp, và đấu nối làm thế nào cho nó phù hợp. Tất cả các loại inverter này đều có những cái giải điện áp và cái dòng điện nó cố định, thì anh chị em phải chú ý cái việc là không đấu nối quá tải, dẫn đến là cái máy lâu ngày ấy nó sẽ bị giống như con người mình này. Con người mình là ví dụ như gánh được có 5 yến này và 4 yến này, 40 kg ấy, mà mình bắt nó gánh là 50 kg, 60 kg, thì lâu ngày ấy nó sẽ bị nặng và cái vai của mình sẽ bị chùn xuống và người thể trạng con người nó sẽ yếu đi. Thì tương tự với cái máy này nó cũng vậy. Anh chị em chú ý cái việc mà lựa chọn các cái tấm pin năng lượng mặt trời cho nó phù hợp. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của tôi, và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì lại đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nha. Ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào hình quả chuông ở bên cạnh, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói, hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời, thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.